Mọi người nha, em lên một con mai chù co khảm xà cừ nè, rất là đẹp luôn, hàng nguyên siêu full bóc đập hộp luôn nha, chuẩn chính hãng mai chù co Thụy Sĩ cho em, rất là đẹp luôn nha, vỏ thép đúc vàng nè, để cho mọi người xem đằng sau đây, cái chỗ bên hông của nó làm cách điệu rất là đẹp nè, núm jean luôn nha, đó núm jean luôn cho em, bên này cũng vậy luôn đó, cách điệu rất là đẹp luôn nha. Ở đằng sau nè, con này size 28 nha mọi người. Ở đằng sau nguyên tem đít chưa có lột ra luôn nè. Chống nước 5 ATM nè. Đó. Khóa nè, khóa chữ dập nè. Siêu này chưa lột nè, về mọi người lột ra là mọi người đập hộp luôn. Đấy, full như vậy cho em. Đó, full tát như vậy. Nếu mà mình lột ra là có những những cái hình tam giác này rất là đẹp nè. Đó, con này khảm xà cừ vỏ thép đúc vàng sang lắm. Em bán con này với giá 2 triệu nha. Mua inbox cho em nha, full hộp nha, full hộp sổ như thế này luôn. Đấy, còn đúng một con duy nhất thôi mọi người.